Dạ, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Choi nha các bạn. Thì tiếp tục ngày hôm nay em cập nhật các bạn là 3 mã xe ngày hôm nay nha. Mã số 1 là mã Suve nè. Mã số 2 là mã Chevrolet. Chevrolet thương hiệu của Mỹ các bạn. Mã thứ 3 mã Momentum thuộc công ty của Zion. Còn dòng này dòng Suve thương hiệu đến từ Gia Băng. Thì con Suve này lúc trước em về rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị tin tưởng và ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay em về được con siêu đẹp các bạn ơi. Thì em biết là trên kia cũng rất là nhiều kênh YouTube bán hàng. Em cũng cảm ơn quý khách hàng hoặc là quý khán giả trên kênh em đã xem và ủng hộ kênh em nha các bạn. Thì hôm nay em vô review 3 xe, giới thiệu các bạn. Bạn nào mà thấy hợp size, hợp nhãn á, thì ủng hộ em con làm quen nha các bạn. Em xin phép review mã số 1, mã Suve. Con xe này là size của nó dễ chịu các bạn. Xe của nó size là đứng 46, ngang là 53. Đứng 46 nam 53 thì cái size tương đối là khá chuẩn, khá dễ chịu á. 1m57, 58, 1m60 trở lên đến 1m73 quay đầu. Lựa chọn xe này giúp em nha. Đây là mã số 1 nè. Còn mã số 2 á, cái size của nó đứng 44, ngang 52. Đứng 44 thì bạn nào cao 1m55 trở lên chạy là được rồi. Ngang 52 thì khá là thấp á. Thì 1m70, cao nhất 1m70, lựa chọn xe này, thấp nhất 1m55 nha các bạn. Còn mã này, mã Momentum. Mã Momentum này có cái cặp về zin nhìn đẹp quá các bạn ơi. Xe này thì cái size nó là đứng 42, ngang 55. Thì bạn nào cao đứng 42 thì 1m52, 53, 50 hay 55 trở lên là chạy được rồi. Nhưng mà xe này để đẹp nhất thì 52, 53 trở lên chạy đẹp nha các bạn. Đến 1m70, lựa chọn xe này giúp em. Tại vì ống ngang khá là dài nên là các bạn có thể rút yên lên xuống đồ thoải mái luôn. Hôm nay em review 3 xe, mã số 1, mã Suve các bạn. Giờ em đi vô review chi tiết. Khung là khung sườn nhôm, ghi đông bô tăng nhôm, đùi đĩa nhôm, gạt dĩa cũ đời Shimano. Xe này đi đồ đồng bộ Shimano các bạn. Đây, tay bấm xả bộ chuyển động Shimano nè. 3 dĩa và 7 líp nha, ghi đông bô tăng nhôm. Tay nắm là tay nắm zin nè. Loại này có cái bờ bàn tay rất là mượt mà êm ái nha các bạn. Dàn đầu nhìn khá là đẹp, đèn phản quang ở đằng trước. Giờ em đi vô tới mình sườn các bạn. Còn rất là chuẩn nè. Không có bị móp méo hay cắn móp gì nha các bạn. Về là chạy luôn. Xe này nói chung là đi cái rúp đồ cũng khá ổn. Đi đồ 3 dĩa 7 líp, gạt dĩa Shimano Tuny cũ đời Shimano On Tour, líp thả 7 tầng Shimano mã HG200 các bạn. Còn cái miếng bảo vệ líp luôn nè. Vỏ là vỏ Maxxis nè. Maxxis bản này bản có gai các bạn. Vành thì còn cái chỉ vành luôn nè. Vành xe gió bản cao cam inox. Cao này cao vừa vừa chứ không phải là cao mà theo dạng 5-6 phân các bạn. Bản cao như vậy thì chạy địa hình thoải mái, không có bị tạt gió nhiều nha. Thì bây giờ em sẽ đi qua bên kia review mặt bên của chiếc xe nha các bạn. Càng phanh nhôm nè, nhảy khá là đều. Càng trước là càng hợp kim thép nha các bạn. Càng trước là càng hợp kim thép nha. Những cái vết trầy thì rất là ít nè. Rất là ít vết trầy nha. Cũng có trầy nè ngay đây, nhưng mà chút đỉnh không đáng kể các bạn. Em có chấm lại cho nhìn nó đẹp hơn. Mình sườn thì mọi chi tiết trên xe chuẩn chỉ hết. Về là chạy ngay nha các bạn. Trục giữa là trục giữa bạc đạn nè. Tháo mở nhanh bánh trước bánh sau nè. Mayer là Mayer Shimano luôn nha các bạn. Bánh Shimano. Tay tháo mở nhanh bánh sau nè. Thì xe này em có thay cây chống mới rồi nha. Chống zin của nó bị gãy rồi nha. Thì có thay cây chống mới vô. Chống bách kẹp này rất là cứng cáp và chắc chắn nha các bạn. Mã QR, mã code đâu đây. Con này là 2021 các bạn. Thì xe này các bạn nhìn đồ các bạn cũng thấy rồi. Độ mới thì cao, hao mòn thì ít. Về chạy luôn. Độ mới cao, hao mòn ít. Xe này em đang chia sẻ các bạn với mức giá là thường thường đồ Shimano On Tour phải từ 5.900.000 trở lên. Thôi hôm nay em để các bạn mức giá bình dân dễ chơi đi. 5.500.000 thôi các bạn. Sở hữu con xe Suve. Date của nó là 2021 các bạn. Đi cặp bánh là của Shimano nha. Cũ đời là Shimano On Tour. Xe này em đang chia sẻ 5.500.000 bao gồm cả phí ship và bảo hành thêm 12 tháng nữa. Bao chạy bao xài luôn. Dòng xe Nhật bãi. Đây là mã số 2 các bạn, mã Chevrolet. Chevrolet là một thương hiệu của Mỹ nha các bạn. Chevrolet là một thương hiệu ô tô của Mỹ. Thường thì Chevrolet dòng xe đạp có rất là nhiều. Cũng có thể là hãng thiết kế riêng để tặng cho những quý khách hàng mua xe. Thì con xe này là full nhôm luôn. Đồ trên xe thì chuẩn hết, mọi chi tiết hoàn hảo. Ghi đông bô tăng nhôm nè các bạn thấy không? Nhôm này cực kỳ sáng luôn. Dạng ghi đông bô tăng gật gù này quá là xịn, rất là ít có trên thị trường nha.
dạng gạt gù mà bản nhôm không sơn này rất là ít có, thường cũng có gạt gù nhưng mà bản nhôm hơi đục tí xíu và nhôm đen. Loại này rất là ít nha các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nè, sáng xe cực kỳ luôn. Giờ đây mình sườn em quay chi tiết từng chi tiết góc ngách cho bạn coi nha. Cái càng nhôm này nhìn rất là đẹp nha các bạn, mối hàng chắc chắn và cứng cáp. Con xe thì thương hiệu cũng khá là nổi tiếng nữa, Chevrolet của Mỹ nè. Để em quay từ từ từng chi tiết các bạn tham khảo thử nha. À, tem Nhật đồ còn đầy đủ nha. À, lá cờ Mỹ nè. Thì xe này độ mới rất là cao luôn, như một con xe thùng vậy. Tại sao nó mới như con xe thùng thì em cũng xin phép chia sẻ các bạn luôn là những chỗ chạy xước shop em đã có mông má nó lại rồi cho nó đẹp hơn nha các bạn. Nói chung là con xe này không khác gì một con xe mới cả. Hiện tại đang rất là đẹp nha. Đùi đĩa SR Shinto 3 dĩa nè. SR Shinto là một thương hiệu đùi đĩa của Đài Loan nha các bạn. Gạt dĩa Shimano, cũ đời Shimano Tony, cũ đời bản bự nè. Cơ bắp cực kỳ luôn. Clip Shimano nè, có trang bị cái ba ga sau là ba ga thép. Để quý khách hàng có thể mua mà đèo hàng hay là mua cho con em mình đi học á, anh chở em đi học đồ này kia thì rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì xe này em đang chia sẻ với mức giá là 5.900.000 thôi. Các bạn sở hữu một con xe 3 dĩa và 7 clip full nhôm luôn. À, bình thường mấy con xe nhôm không đã là lanh quanh tầm 5.900.000-6.500.000 rồi, mà con xe độ full đồ chơi như vậy mà có 5.900.000 à. Bạn nào quan tâm thì liên hệ em Khoa để chốt đơn nha. Size thì em có báo đầu video. Ngay cái ba ga trước là ba ga nhôm nha các bạn. Cái ba ga này các bạn có thể trang bị cái rổ để chở cái để cặp sách cho con em mình đi học đồ này kia rất là tiện nha các bạn. Hay là chúng ta có thể trang trí làm cảnh đi cà phê thì nhìn rất là đẹp. Xe này đang sử dụng bộ chuyển số là tai vặn của nhà Shimano. Tai vặn chính hãng luôn. Loại tai vặn này thì vặn cực kỳ ngon các bạn. Vặn từng nắp qua rất là nhẹ nhàng luôn. Không có dấu hiệu mà kẹt số gì luôn. Rất là êm ái và nhẹ nhàng nha. Bao tốt bao bền. Bảo hành riêng cặp tai vặn này bảo hành các bạn trọn đời xe luôn. Cao su tay bằng bảo hành trọn đời xe luôn. Bao chạy khỏi lăn tăn về cao su bị chả nhão. Tay nắm là tay nắm zin nè. Hai bên tay bằng Shimano đồng bộ nè. Mình sườn thì quá là đẹp rồi. Logo đằng trước nè các bạn. Chevrolet lá cờ của Mỹ. Mình sườn thì khỏi chơi. Tại vì shop em cho mông má lại hết nguyên con mà. Cho nhìn con xe nó đẹp hơn. Đó. Còn về phần chống nè. Chống là đi chống Minora của Japan nha các bạn. Chống này trên thị trường đang bán lẻ với mức giá là 300.000 đến 500.000 tùy vào độ đẹp hay là độ xấu của cái chống nha. Riêng cái chống này phải từ 500.000 nha các bạn, từ 500.000. Rồi các bạn thấy không? Còn rất là đẹp luôn. À, lò xo hoạt động cực kỳ tốt luôn. Tháo mở nhanh bánh trước và bánh sau đầy đủ. Thì xe này các bạn nào mua cho con em mình đi học hay là mấy chú lớn tuổi á, mua đi tập thể dục thể thao thì rất là tuyệt vời nha. Hay là chị em mua đi chợ trang bị cái rổ vô nữa thì miễn chơi luôn, đa năng cực kỳ luôn. Bạn nào quan tâm mã này thì liên hệ Khoa chốt đơn nha. Chevrolet thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nè. Giờ tới con xe cuối cùng. Con xe này là con xe Momentum. Con xe này nhìn có duyên lắm các bạn. À, có cái cặp về vừa thể thao mà lại vừa theo phong cách mà đa năng nữa các bạn. À, trang bị cái vè nhìn rất là đẹp nữa các bạn. À, vè này thường nằm trên mấy cái vè xe cuộc, xe đua nha các bạn. Những con xe đó không có chỗ bắt vè vô đây nên mới sử dụng mà bắt vô phuộc. Nhưng mà con này là con Touring. Có cái cặp vè nhìn rất là tươi nha các bạn. Xe này đi cái vỏ khá là bự á. Vỏ này khoảng tầm 700x35. Vỏ này là vỏ Tioga. À, cặp bánh là cặp bánh đang đi là cặp bánh Centurion của Đức nha các bạn. Chỉ niền đồ còn luôn nè. Chưa có dấu hiệu mòn nha. Tioga nè các bạn. Vỏ thì chưa có bị nứt hay bị gì hết. Nói chung là tình trạng còn rất là tốt, độ mới cao. Càng trước là càng thép nè các bạn. Nhìn cứng cáp và chắc chắn cực kỳ luôn. Mình sườn là nước sơn zin nha. À, nước sơn zin. Nhìn rất là đẹp. Đây là sơn thay mới sơn Đài Loan nè. Riêng cộng dây sơn này thì bao các bạn chạy dưới 12 tháng thì ghé shop em. Một đổi một không có lăng tăng gì cả nha. Gạt dĩa là gạt dĩa Shimano Tony, cũ đời là cũ đời Shimano Tony. À, clip là clip thả mã HG200. Tiếp tục video các bạn ơi. À, em vừa có khách gọi các bạn. À, thì cái clip này mã là Shimano HG200 nha. Mã clip thả Shimano HG200. À, thì xe này đang đi cặp vỏ đồng bộ trước sau là Tioga. À, về phần vành á, thì còn cái chỉ vành luôn nha. À, hai xe này là hai phong cách khác nhau nha các bạn.
Em xe hai xe này em đang trang bị là hai cái tiệp khách hàng khác nhau, giống như xe này em sẽ chuyển sang dành cho những cô, những chú hay là những anh đang đi có công việc làm văn phòng rồi này kia. Còn xe này có thể em sẽ hướng tới những chú, những bác lớn tuổi mà có nhu cầu mà chở con cháu mình đi dạo buổi chiều á. Thật ra thì chỉ khác nhau ở mỗi cái phong cách là cái ba ga thôi nha các bạn, không có khác gì nhau nha. Ba ga này là ba ga thép nè, có thể tải hàng được. Nói chung là trọng lượng chở người vô tư nha. Còn riêng cái ba ga nhôm này, nhà sản xuất khuyến cáo tải hàng chỉ dưới 30 kg thôi. Nhưng mà em vẫn thấy có vài khách hàng sử dụng để chở người. Nhưng mà em bán hàng thật tình thì em khuyên các bạn luôn, không nên dùng để chở người nha. Tại vì những cái bát nhôm mà khi mà bắt vô sườn nè, nó rất là mỏng luôn, cái độ cứng vững của nó không có cao, nên là chở sẽ nguy hiểm nha các bạn. Cái này không nên chở người nha. Cái ba ga này nhôm chỉ để đèo hàng, để áo mưa hay là cặp sách cho con em mình thôi. Đó là cái chia sẻ của shop em Khoa. Thì con xe này thì các bạn mua về là chỉ việc lên xe đạp tập thể dục, chứ không có lăn tăng mà phải đầu tư chi phí sửa chữa gì thêm nha các bạn. Bộ chuyển động Shimano 3 dĩa bấm lip nè. Đời số thì em bao luôn các bạn, là bảo hành trọn đời đời số luôn. Thí dụ các bạn chạy mà bị ngã, bị cong cùi đời, cong vên hay là méo bát gì này kia, ghé shop em hỗ trợ miễn phí các bạn đó nha. Với điều kiện những khách hàng đã mua xe ủng hộ bên shop em nha. Đây là cái càng trước càng thép nè các bạn. Về là về zin nha, nhìn rất là đẹp, cứng cáp luôn. Về này thì theo giá thị trường đang có giá từ 300-500 nghìn, nhưng mà đôi khi kiếm mua cũng không có nữa. Về này đến lúc mà những anh khách mà chạy xe đua, xe cột các bạn mà chịu không nổi sình văng nữa, nên là tìm mấy cái về này rất là nhiều, nhưng mà đôi khi cũng không có hàng nha. Loại này thì cực kỳ hiếm luôn, chỉ có trong xe thôi. Mình sườn thì mọi chi tiết chuẩn chỉ hết các bạn. Trục giữa bạc đạn nè, cái phần dây này là nhét vô đây, em cắt dài tí xíu để khi mà quý khách hàng về á, chạy sau này á, có cần tăng dây sang dĩa thì cũng có thể cầm kéo được nha các bạn. Tháo mở nhanh trước sau, chống là chống mới nè, thì tình trạng sau thì báo rõ các bạn vậy. Về zin trước sau nhìn rất là đẹp nha các bạn. Ba ga nhôm thì hai xe này bạn nào mà muốn mà tinh chỉnh lắp như thế nào cũng được á, đều lắp được hết nha. Cần cái gì thì cứ báo em sẽ lắp đầy đủ. Xe này em đang chia sẻ 5.500.000, bạn nào quan tâm thì liên hệ qua chốt đơn. Ba mã ngày hôm nay nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào.